À, rồi đây em, rồi em chia sẻ chị thêm tí xíu chỗ này nữa, cái em đi xuống ai lên lên cái chỗ này nữa nè. Dạ. À, ai mất đất, mất tất cả những gì mà bắt đầu từ năm 75 mà mất đến bây giờ, nó nổ cái chỗ này mới hay là bây giờ em đá sang qua đào Minh Quân tí xíu nha chị, là giữ hết Dạ. giấy tờ hết luôn đi, để nó Ừ. về để cho thằng thằng tổng thống, thằng em gọi là thằng tổng thống đi, nó nói nó tự xưng nha, gọi là tổng thống tự xưng, mà đã là tổng thống rồi thì còn phải biểu là bầu tổng thống. Ủa, đã là tổng thống rồi bầu làm gì nữa, cái tổng thống Đào Minh Quân đó gọi là tổng thống rồi còn đi bầu tổng thống nữa, có ai mà đi bầu là bầu ông tổng thống, đã tổng thống rồi bầu bầu lên làm gì nữa, tổng thống trưởng hả đó. Rồi đúng rồi á, Mỹ Lệ nói cái chỗ này là mình cũng công nhận này, cái chỗ này tại mình có một số bạn người ta cũng nói với mình cái câu này nè, cái chỗ nó là đúng rồi. Xong mà nó nói là ai mất đất mất nhà mất cửa là giữ hết giấy tờ đi, nó về nó đền cho nó. Ủa, nó lấy gì nó đền chị Lisa, em nói tục tí nha chị, nó có cái giấy không mà sợ cái giấy của nó còn hoạt động được không, mà nó vô nó về nó đền cho dân Việt Nam mình là em thấy vô lý. Chị Bảo thấy, nó chị thấy lo chỗ chôn, bảo nó sắp sắp xuống âm phủ rồi, lo chỗ chôn ở Mỹ đi. rồi rồi rồi, em mới nghe thêm một cái tin cái chỗ đây nữa này chị, cái tin mà đánh cái vụ nổ nha, em nói vụ nổ chứ em dám nói đánh bom, cái vụ nổ ở chi cục thuế Bình Dương mà cách đây mấy ngày nữa, là cũng là cái bàn tay của cái đám, bàn tay lông lá của cái đám Đào Minh Quân và Lisa Phạm. Chị thấy nó rất là vô lý không, cái bởi vậy nên chị nói hồi nãy, chị nói cái chỗ này hơi đúng, em xin lỗi dân Việt Nam nha, có một số người Việt Nam mình cái dân trí người ta quá thấp, chứ em không nói là bị thấp nha, nó quá thấp luôn, nó thấp tới mức Nổ cái gì em? Nổ cái nổ gì? chi nổ nổ ở chi cục thuế ở tỉnh Bình Dương cách đây mấy ngày đó chị, là nghe nói và là nói là hình như là có bàn tay của Đào Minh Quân và Lisa Phạm, mà Đào Minh Quân là cái thằng A Quy ấy, là nằm trong cái tổ chức của thằng Đào Minh Quân đó, cái thằng A Quy mà mới thước lên nhà chị đó. Dạ, là ý em nói chuyện là em chia sẻ chị tí xíu cái chỗ đó thôi đó, thì tụi nó là gọi là yêu nước, yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu cái gì mà cứ đi đánh phá vậy, gọi là yêu làm sao chị Lisa, em không hiểu được luôn nha, em thấy nó vô lý cái chỗ đó đó nha, nó không xây dựng, nó không góp ý, nó không xây dựng, nó không đóng góp, mà nó đi đánh phá, mà nó gọi là nó yêu nước, yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam. Để đó đúng Nên không? dạ nên em thắc mắc cái chỗ mà 30 mấy người đây, là nó chưa có cái con số thống kê cụ thể là bao nhiêu người Việt Nam, chỉ mù mờ, nó vẫn nằm cái con dòng trong cái dòng mù mờ chưa có biết, người ta chưa công bố, mà nó Vừa đoán, rồi thì nó đoán. vừa rồi thì nghe thấy mấy ông chống cộng đưa nhau ra tòa, em có biết cái vụ đấy không? Dạ, đưa nhau ra tòa về cái vụ, nó đưa nhau ra tòa nhiều lắm. Thằng ngu kỹ bị tòa là cấm được gần gần cái ông nào á, bao nhiêu mét á, À vậy hả? thì mình nghe cái vụ đấy xong rồi bao nhiêu người vẹt báo lên nói lung tung lên, là thắng cuộc với lại không thắng cuộc Đúng rồi, thì đúng rồi Hạo Nam, tụi nó đánh bom ở gần chi cục thuế của nhà vệ sinh tỉnh Bình Dương, là đúng rồi, chị có theo dõi chị biết mà. Em nói với chị á, với mấy anh chị em là như thế này nè, cái đám em xin lỗi luôn nha, em nói chỉ một phần thôi chứ em không có bao gồm đâu nha, nên khi mà em nói thì mấy anh chị đừng mắc lỗi em. Cái đám này nó rất là bẩn, nó rất là bẩn chị, nó bẩn cái chỗ này nè chị, nó cứ nói những cái câu, những cái đây em để cho mấy anh chị nhìn cái status của mấy cái đứa mà gọi là đấu tranh nè, đấu tranh đây là em nói là có tăng chứng và vật chứng luôn nha chị, em không nói suông nha. Đấu tranh mà em ước gì có ai, có em ước gì ở nơi phương trời nào đó cho mình xin một cái iPhone để mình chửi cộng sản cho sướng miệng. Chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Đây đây là một cái support của thằng Trần Duy Chiến, đó là đấu tranh đó chị, đấu tranh đó là cho quê hương, cho dân tộc, mà mình ước gì ai đó ở một nơi phương nào, phương trời nào đó cho mình xin một cái iPhone để mình chửi cộng miệng. Rồi đó là em nói là hình thức đấu tranh đó chị. Dạ đấu tranh, còn nữa chị, còn nữa.
Còn nữa đây là cái thằng Hùng Lăng nha. Em đây là em đưa thằng Hùng Lăng. Rất cảm ơn cộng đồng ở Chicago sẵn sàng cùng với Hùng Lăng đưa các thành viên gia đình Ly Bùi ra tòa tội phạm đang hành hung huy chương đoàn bên Thái. Ủa nó là tuổi gì mà nó dám đưa người ta, nó dám đưa vợ của một sĩ quan Mỹ ra tòa, mà cái thằng không có quốc tịch là thằng Hùng Lăng. Chị em mấy em cái bọn dạ cái thằng Hùng Nên đấy là nó lừa cái cộng đồng, mấy cái đứa chơi với nó đó, nó làm ra như thế để nó lấy tiền quyên góp của người ta. Tại vì đưa dạ một đúng người rồi ra chị. tòa là phải mất tiền thì khi mà nó làm như thế thì nhiều người sẽ đưa tiền cho nó, chứ nó kiện được ai, cái thằng ấy Đâu cầm đây lừa. nè, đây nè chị, nó lừa người ta là nó mượn tiền để nó đưa anh Hùng Trần, là hồi nãy là có anh Hùng Trần mới lọt vô nè, anh Hùng Trần ở bên Mỹ, nó đi, nó nói là nó đi kiện anh Hùng Trần ra tòa, mà nếu anh Hùng Trần mà thua kiện là anh Hùng Trần sẽ trả tiền gì đó cho nó đó chị, thì nó lấy cái đồng À. tiền đó nó sẽ trả lại cho những người nó mượn tổng cộng đâu bao nhiêu chục ngàn đô đó, bao nhiêu chục ngàn đô đó chị. Rồi còn còn em đưa em đưa, nên em nói chị à, tụi nó chống một cách là gọi là mình gọi là nó lừa đảo á, mà mình rất là mắc cười. Nó nói nó kiện anh Hùng Trần, nó kiện anh Hùng Trần, nếu anh Hùng Trần thua kiện gọi là đi buôn chuyện đó chị, gọi là đi buôn cái gì ta, gọi là đi buôn lời 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 là gọi là gì chị, đi không phải gọi đi buôn chính trị đâu, nghĩa là nó đi buôn kiếm những cái buôn sơ hàng hở. thù cái gì à, buôn Dạ hàng đó, giả bán hàng thù à. dạ dạ đó đó. Rồi còn em chỉ chị em đây là chứng minh đây luôn nha, việc cái nick Việt Đức là của anh Hoàng Tấn Bạch. Anh Hoàng Tấn Bạch thường thường là đăng lên trang nhà những cái tin đó, nó rất là bẩn, nhưng mà anh Hoàng Tấn Bạch ảnh không có rành tiếng Việt, không phải ảnh cho anh việc, em mới là ảnh dốt, cho anh không rành tiếng Việt, ảnh dốt, ảnh viết chính tả. Nếu mà anh viết như thế này nè, anh viết như thế này, đây là những nhân chứng còn sống trong vụ việc 39 người, nó hơi bị mờ, 39 người tử vong trốn sang Anh Quốc. Đây là cái chữ trốn mà nãy anh chị, trốn sang Anh Quốc, đây là cái chữ chính tả của anh Hoàng Tấn Bạch. Anh Hoàng Tấn Bạch có cái nick là Đức Việt, ảnh lấy cái nick là Đức Việt nha mấy anh chị. Cái chữ viết của ảnh nó không cụ thể mà nó không đúng chính tả, thì khi ảnh lên live ảnh nói chuyện hoặc ảnh đem một cái truyền thông về cho dân Việt Nam mình thì ai là người nghe lọt hả chị? Vậy mà cũng leo lên làm truyền thông như đúng rồi là Hoàng Tấn Bạch. Là em chỉ sơ sơ mấy cái người ở hải ngoại đấu tranh cho do dân tộc Việt Nam là cái gì, tôi khóc cho dân Việt Nam, tôi khóc cho quê hương tôi đó. Đó là nó lấy cái chủ đề như thế đó chị. Rồi em nói tới đâu là em dẫn chứng tới đó nha. Rồi còn Bích Trang, Bích Trang để một cái chủ đề là hãy vượt qua nỗi sợ hãi xuống đường để cứu nguy dân tộc. Hãy vượt qua nỗi sợ hãi mà để là hãy vượt qua nỗi sợ hãi. Sợ hãi là sợ cái gì? Em nói đến đâu là em dẫn chứng đến nó. Đó, mấy anh chị nhìn thì đem cái truyền thông cho về cho dân Việt Nam mình là đem như thế là đem làm sao? Nó rất là vô lý không chị? Chị nên mình nói là những cái người mà đấu tranh đó, rồi xong rồi bắt đầu đấu tranh là đú lên với nhau và rỉ tai với nhau là sẽ đưa anh, nghĩa là người nào mà gọi là chẳng hạn như chị Ly Ly Sa Vũ đi, hay là anh Lợi Minh đi, hay là anh Hùng Trần đi, hay là Bắc Cầm Nguyễn đi, những người đó mà lên tiếng nói cho người Việt Nam, cho Việt Nam mình thì nó lại đưa ra tòa để nó kiện, nó lấy cái đồng tiền thua kiện đó để nó đi xài, nó gọi là cái gì ta, nó lấy cái, nghĩa là nó mượn chỉ 2.000 đô đi, nếu nó kiện anh Hùng Trần thắng đi, anh Hùng Trần trả cho nó 5.000 đô thì nó lời được 3.000, cái nôm na là như thế đó chị. Đi buôn chuyện á, trời ơi khổ nó, mấy cái người đấy nó ngu, nó vừa ngu nó vừa dốt, nó chả hiểu gì về cái luật pháp ở bên đấy, nhưng mà chúng nó cứ lừa nhau, nó dùng cái sự ngu dốt đó để nó lừa nhau. Nó làm dạ. Nó kiện người này kiện người kia để nó quyên góp, rồi những cái người mà ghét cộng sản hay là nghe chúng nó rồi đưa tiền cho nó, xong rồi nó bảo nó ra tòa. Tòa gì, ai người ta kiện những cái chó thế. Thì chị nói qua cái dạ. vụ mà mấy người mà kiện cáo nhau rồi cái thằng Ngô Kỳ là không được gần cái ông nào ấy bao nhiêu mét á, thì nó là như thế Dạ này này. trong vòng bán kính 30 mét. À,
mấy cái người mà ăn trợ cấp hay là ăn tiền già hay là cái gì đấy thì ra tòa những cái vụ nhỏ nhỏ như thế không mất tiền đó. Rồi những cái đấy nó không phải là kiện tụng gì hết mà nó là như thế này, nó giống như là hai vợ chồng ở bên này, ví dụ như chồng hay vũ phu với vợ, chửi vợ rồi nhục mạ vợ, hoặc là bên này nó có cái luật là ví dụ người vợ mà không muốn mà người chồng cứ cố tình ấy, nó nói là hiếp dâm á. Rồi chửi vợ rồi cấm đoán vợ, không cho vợ đi chơi hay là không cho vợ liên lạc với người này người kia, cái đấy nó là những cái hình thức đàn áp. Thì người vợ có thể là xin một chia tay, có nghĩa là chia tay nhau ra, cái gọi là gì đấy, ly thân. Nhưng mà cái người chồng ấy không chịu, xong cố tình cứ đến làm phiền người vợ, bắt đầu người vợ mới đi ra cảnh sát, xong Dạ báo kiện. cảnh sát đó, xong hoặc là đi xong rồi mới ra tòa, xong giống như cái vụ kiện là Ngô Kỷ vừa rồi đấy, thì Dạ. tòa người ta sẽ cho một cái lệnh là cái người chồng này không được gần cái người vợ, chứ cảnh sát nó không lập tức nó đến nó bắt người chồng đâu, mà nó phải ra Dạ. tòa trước đó. Nó giống như là một cái sự cảnh cáo đấy, nó bảo là cái ông chồng này không được gần cái người vợ này trong vòng bao nhiêu mét đấy, còn nếu như mà cứ cố tình mà tới mà khạc khịa mà gần, mà đã có lệnh rồi mà cái người chồng vẫn cứ tìm cái người vợ đấy làm phiền đấy, thì người vợ sẽ báo cảnh sát, lúc đó cảnh sát mới có quyền bắt cái người kia đi vào tù. Dạ Thì dạ nó cũng tương đương như cái vụ của cái ông Ngô Kỷ này, mấy cái ông tiến sĩ Tiến Dung gì đấy, xong rồi dạ lên trên mạng nói là chứ mọi người, tại vì thấy bên cạnh Ngô Kỷ có một người phiên dịch, thế xong rồi ông nói chứ tôi có người phiên dịch là tại sao, tại vì cái cách đấu tranh của tôi nó phải phải là như vậy, có nghĩa là ông nói là ông biết tiếng Anh nhưng mà ông vẫn phải dùng phiên dịch để cho báo ấy, cái con vẹt ấy, tại vì con vẹt ấy nó khi nó cần ăn thì nó phải nói theo những cái gì cái người ta cho nó ăn, kêu nó nói thì nó cứ thế nó nói thôi. Nên tại vì người ta kiếm tiền bằng cái nghề đó. Còn cái có bọn chống cộng là bọn quạ, nó cứ nhìn thấy xác chết là nó bâu vào để nó rỉa. Nó nói chung là như vậy đi. Thì đó, bây giờ mình nói về cái chuyện 39 người chết thì mọi người từ nay trở đi á, bất cứ một cái tin tức gì mình cũng cần phải bình tĩnh và mình phải suy nghĩ. Ví dụ như là ngay từ lúc đầu khi mà mình nhận cái mình nhìn thấy cái message đó, mình nhận cái tin nhìn thấy cái tin nhắn đó, mình đã nhìn trước mắt là nhìn mình nhìn vào cái giờ giấc, rồi mình đi tìm hiểu xem là cái giờ ở bên cái lúc mà xảy ra chuyện đó là mấy giờ ở bên Anh Quốc. Rồi cái thời gian từ thời gian của Anh Quốc và Việt Nam nó cách xa nhau bao nhiêu, mình nhìn từng tí một, đúng không? Rồi rồi mình hình dung ra là mình phải đặt mình vào cái lúc mà gần chết thì mình cần nói những cái gì, đúng không? Hay là hoặc là làm sao mà nó thể nó gửi đi được cái message đó, hay là làm sao mà nó có thể khi mà đi trốn một cái đường dây buôn người lớn như thế mà nó lại được cầm phone ở trong đấy, thì mình cũng không hiểu lý do tại sao. Mình không dám nói là không có, nhưng mà mình không hiểu lý do tại sao. Đó. Cho nên mình phải cần suy nghĩ, chứ không phải cứ nhìn thấy cái tin gì một cái là mình tin ngay nó là 100%. Chúng ta phải dùng cái đầu óc để mà suy luận, chứ đừng có bụp một phát rồi á, chôn sống ngay cái người đó. Có khi bây giờ người đó chứ chết chẳng may cái sự trùng hợp, cũng có thể nó đang đi ở đâu đó rồi nó ấy về có một cái sự trùng hợp gì đó, có cái sự trùng hợp gì đó với lại cái đó, mà trong khi đó cái tin ở ngoài chưa thấy gì mà cái con mà nhận được cái tin này nó đã đưa lên Twitter nó nói rồi. Thì mọi người bất cứ một cái tin gì chúng ta cũng phải cần suy đoán và suy nghĩ và chờ đợi, bình tĩnh chờ đợi những cái gì nó đến, nó sẽ đến. Ok vậy đi nhá. Bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.